Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Butler Studio. Và đã khá là lâu rồi mình mới có thời gian để trải nghiệm một chiếc điện thoại mà mình cảm thấy thực sự là hứng thú. Đây là chiếc Oppo A73 và như các bạn có thấy ở đây không? Không phải là mặt lưng làm từ nhựa bóng hay là nhựa nhám, mà đây là một cái mặt lưng được làm từ nhựa giả da với một thiết kế trông khá là đẹp, trẻ trung nhưng mà cũng không kém phần sang trọng. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người trải nghiệm sau 24 giờ nó có gì thú vị nhá. Điểm đầu tiên thì như mình đã chia sẻ ban đầu, đó là về cái thiết kế của nó. Và như các bạn thấy ở đây, cái phần thiết kế mặt lưng nó khá là đẹp, ấn tượng với cái phần mặt lưng được làm từ nhựa giả da. Đã khá là lâu rồi khi mà các hãng chuyển qua làm mặt lưng với kính bóng hay là kính nhám để trông có vẻ sang trọng hơn. Nhưng mà thực ra với cá nhân mình luôn hào hứng với những cái thiết kế mà làm giả da như vậy. Mặc dù nó chỉ là nhựa thôi nhưng mà cầm, một là nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay, hai là cái thiết kế của nó trông làm từ da mà cũng cao cấp và sang trọng. Trông cái cụm camera này thì được làm rất là mỏng nhưng mà nó đem lại một cái cảm giác giống như kiểu đây là một chiếc mặt đồng hồ vậy. Rồi đèn flash LED, chúng ta sẽ còn cái logo Oppo được làm với cái màu vàng trông rất là nổi bật. Phần viền của chiếc Oppo A73 thì được làm từ nhựa nhưng mà nó đem lại cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào ấy thì nó cũng đủ sang trọng nhưng mà cũng đủ trông nó trẻ trung. Điểm thứ hai ở trên chiếc Oppo này đó là nó có một cái trọng lượng và cái độ mỏng khá là ấn tượng đối với cá nhân mình. Khi mà nó mỏng nhẹ chỉ là 7,45mm và trọng lượng chỉ là 163g. Và đây là cái điểm mà mình nghĩ nhiều chị em chắc chắn là sẽ thích với cái màu cam như vậy. Đến mình là con trai mình còn thích nữa cơ mà. Điểm thứ hai ở trên chiếc Oppo A73 ở trong phân khúc này mà mình cảm thấy khá là thích, ta sẽ có một cái màn hình là màn hình AMOLED. Màn hình này sẽ đem lại cái điểm lợi đó là khi mà mình trải nghiệm những cái bộ phim hay là xem YouTube vào buổi đêm ấy thì độ sáng của nó và màu đen sẽ rất là sâu. Khi mà độ sáng lúc này chỉ còn là 2 nit thôi, lúc này cái trải nghiệm của mọi người sẽ không bị mỏi mắt. Màu đen sâu sẽ đem lại những cái thước phim trông nó sẽ rất là ấn tượng. Thì chất lượng của nó đương nhiên là ở trong phân khúc 5 triệu đồng thì mình cũng không đòi hỏi nó quá nhiều, nhưng màu sắc của nó cảm giác nó sẽ hơi đẩy lên nhẹ một chút, trông nó tươi nịnh mắt. Nhưng mà việc tái tạo lại những cái gam màu xanh hay là màu đỏ thì mình cảm thấy nó chưa được tác biệt cho lắm. Độ sáng ngoài trời thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó có thể lên tới tối đa là 600 nit. Thì 600 nit là quá đủ để mình có thể nhìn cái màn hình AMOLED này ở ngoài trời. Điểm thứ ba, với phân khúc 5 triệu đồng thì chiếc Oppo A73 cũng sẽ có viên pin dung lượng là 4015mAh. Với thân hình mỏng manh và 4000mAh như vậy thì chúng ta vẫn sẽ có khả năng sạc nhanh với VOOC 4.0, công suất là 30W và thời gian sạc của nó dưới 1 tiếng thôi là chúng ta đã sạc đầy pin. Và chỉ trong khoảng tầm 20 phút là anh em có thể sạc từ 1% cho tới 50%. Thời gian sạc của Oppo thì vốn rất là nhanh và công nghệ sạc VOOC thì nó cũng đã đủ cái độ tín để anh em có thể yên tâm về khả năng sạc. Máy nó không bị quá nóng và sẽ yên tâm cho thời gian chúng ta sử dụng pin. Về cụm camera thì sao? Thông số như các bạn đang thấy ở trên màn hình, nó sẽ có 4 camera với camera độ phân giải cao nhất là 16MP. Những bức ảnh trong cái điều kiện chụp Hà Nội âm u thì nó không được quá tươi, nịnh mắt nhưng mà cơ bản là nó cũng đủ, tại vì mình cũng không có nhiều điều kiện để test hay là chụp những cái gam màu xanh, những cái lá cây. Và chụp ở trong cái điều kiện thiếu sáng ấy thì mình thấy là nó không thể thực sự là quá tốt đâu, khi mà nó vẫn bị noise nhiều và cái phần da mặt nó đôi chút bị bệt, nhưng mà phần ánh sáng cơ bản như vậy là được rồi. Nhưng với một chiếc điện thoại đến từ Oppo thì có lẽ là các chị em sẽ quan tâm nhiều hơn và sẽ cảm thấy thích thú, và đặc biệt là các anh em mặt mũi như cái anh tên VX mà có kênh riêng ấy. Thì với camera selfie, mình thấy chiếc Oppo A73 trong cái điều kiện đầy đủ sáng làm thực sự là rất ấn tượng. Mặt của chúng ta ra được là mịn nhưng mà nó vẫn đầy đủ chi tiết chứ không bị kiểu cảm giác là cả bệt cái mặt của chúng ta đi trong phẳng lì. Và khi mà chúng ta chụp ảnh selfie thì nó cũng có rất nhiều chế độ để anh em có thể lựa chọn, hay là cái khả năng chụp ảnh xóa phông với camera sau thì mình thấy nó làm cũng khá là ổn. Trong điều kiện đầy đủ sáng thì Oppo A73 làm khá là tốt, cái vùng chuyển nét của nó nhìn trông mượt mà. Tuy nhiên thì có một vài điều kiện, nếu mà kiểu tóc tai lởm chởm quá nhiều thì nó vẫn bị lẹm vào một chút chứ không thực sự là kiểu nó đem lại cái khả năng tách phông một cách ấn tượng đâu. Nhưng tổng thể bức ảnh khi mà nhìn vào thì mình thấy nó khá là đẹp, mặc dù là chụp có hơi ngược sáng một chút. Nên là về camera thì mình nghĩ là để chia sẻ đến vậy là đủ rồi. Nó phù hợp với anh em nào mà thích một camera mà chụp lấy luôn, chụp đẹp và có nhiều những cái tính năng liên quan đến chụp selfie. Và cuối cùng đó là về cấu hình, thì sản phẩm này cũng đem lại một cấu hình gọi là vừa đủ ở trong phân khúc này, khi chúng ta sẽ có 6GB, 128GB để anh em có thể chụp hàng nghìn, hàng chục nghìn những tấm ảnh selfie mà không phải lo là nó đầy dung lượng bộ nhớ. Và sẽ có con chip là Snapdragon 662, đại loại là những cái trải nghiệm kết hợp cùng với ColorOS là 7.2 thì nó trải nghiệm bình thường cũng mượt mà chứ không đến nỗi là nó giật lag đâu. Cơ bản là nếu mà trải nghiệm bình thường rồi sử dụng những cái mạng xã hội thì nó cũng rất là ok.
Và trên đây thì mình đã chia sẻ nhanh những cái trải nghiệm của mình về chiếc Oppo A73. Mặc dù có thiết kế hết sức là đẹp, sang chảnh, trông nó cũng rất ấn tượng và nổi bật với phần mặt lưng được làm khác biệt so với cả những chiếc điện thoại trong cùng phân khúc 5 triệu. Và hiện tại thì nếu anh em quan tâm đến chiếc Oppo A73 thì đừng quên truy cập vào đường link phía dưới mô tả của video. Thì hiện tại anh em chỉ có thể mua duy nhất độc quyền tại Tiki thôi. Đường link mình sẽ để dưới mô tả để anh em có thể click vào mua tặng bạn cái ngày 20 tháng 11 hay là bây giờ đang là Halloween, vừa qua Halloween rồi anh em tặng đi cũng được. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình phải đi trải nghiệm những cái khác nữa đây.